Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Tài Chính Lành, và Khải chúc quý vị có được buổi tối thật là nhiều niềm vui và ấm áp bên người thân của mình nha. Trong video ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ quay trở lại và nói về cái chứng bệnh là đau khớp vai, sưng viêm đau khớp vai này và đau nhức những ngón tay, tình trạng ngón tay cò súng. Tại vì hai cái chứng bệnh này nó có mối liên quan với nhau. Và liên quan như thế nào thì ở phần sau Khải sẽ nói rõ hơn. Và trong video này Khải sẽ chia sẻ với quý vị những cái mẹo trong diện chẩn để giúp quý vị có thể cải thiện được những cơn đau ở những cái khu vực này mà chúng ta không cần dùng thuốc. Và trước khi đi vào phần chia sẻ thì rất mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh để mà ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Bây giờ thì sẽ không nói dài dòng, Khải xin mời quý vị chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần nội dung chính nha. Quý vị biết rằng những cơn đau ở vùng khớp vai á không phải là lạ, thậm chí đây là những cái chứng bệnh rất là phổ biến ở những người trong cái độ tuổi trung niên, những người cao tuổi và những người lao động nặng. Thì khi mà cơ thể chúng ta có tuổi rồi á thì nó sẽ dần lão hóa đi, và những bộ phận trên cơ thể như là những cái tổ chức khớp lớn như vậy, như là khớp gối này, khớp háng, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp cổ tay, nó sẽ dễ lão hóa và gây ra tình trạng là đau nhức xương viêm đau nhức, hoặc là những cơn đau ở vùng khớp vai này do chấn thương vì chúng ta lao động nặng nó gây ra. Tuy nhiên, với bất kỳ cái nguyên nhân gì thì quý vị cũng đều có thể áp dụng được cái cách mà Khai chia sẻ ngay phía sau đây, và đó chính là chúng ta sẽ áp dụng một cái lý thuyết trong diện chẩn rất là hay, đó chính là thuyết đồng ứng. Đây là một cái thuyết được thầy Lý Phước Lộc áp dụng rất là hay, rất là giỏi, và đã chữa trị được cho rất là nhiều người ở hải ngoại. Nếu như mà quý vị đã từng xem video của thầy Lý Phước Lộc á, thì quý vị chắc chắn cũng đã biết đến cái thuyết này. Và nhân tiện đây thì Khải cũng xin nhắc lại. Thì đồng ứng á, là những gì có hình dáng giống nhau và tương tự nhau thì nó sẽ có mối liên hệ mật thiết và đáp ứng với nhau. Và dựa trên cái cơ sở này, chúng ta có thể chữa bệnh bằng cách là tác động vào những cái bộ phận có hình dáng giống với bộ phận đang có bệnh. Nha quý vị, tức là theo cái lý thuyết này á, trên cơ thể chúng ta sẽ có những cái bộ phận nó giống với nhau, nó đồng ứng với nhau, đồng ứng với nhau. Hay ví dụ như là trong diện chẩn cái tư thế như thế này này, khi mà chúng ta nắm giấu cái ngón tay cái vào bên trong này, thì cái tư thế này nó đồng ứng với lại cơ thể người. Cái nắm tay ấy là đồng ứng với cái đầu, cái cổ tay là đồng ứng với lại cái cổ của chúng ta. Phía dưới này là đau lưng. Thì dựa trên cái lý thuyết này á, thì chúng ta sẽ chữa bệnh bằng cách là tác động vào những cái bộ phận có hình dáng giống với bộ phận đang có bệnh. Ví dụ như là chúng ta đau ở cổ thì chúng ta chữa vào cổ tay, cổ tay đồng ứng với lại cái cổ của chúng ta. Thì trong cái trường hợp chúng ta đau khớp vai này, đau khớp vai thì chúng ta sẽ tìm những cái bộ phận nó đồng ứng với lại cái khớp vai và chúng ta sẽ tác động vào đó. Thì một trong những cái bộ phận, những khu vực có cái hình dáng và đồng ứng với lại khớp vai đó chính là những cái khớp của những ngón tay đó quý vị này, những cái khớp mà nằm sát phía trong này, những khớp của những ngón tay này thì đều là những cái khớp, những khu vực đồng ứng với lại khớp vai. Thì như quý vị thấy á, cái cánh tay của chúng ta nó cũng sẽ có ba phần này, bàn tay này, cái cánh tay này và cái bắp tay trên phía nào trên này thì có ba phần. Thì cái ngón tay của chúng ta nó cũng sẽ có ba phần này, cái đốt phía trên, cái đốt phía giữa này và cái đốt phía trong cùng. Thì mỗi ngón tay đều là cái hình ảnh thu nhỏ của cánh tay, cho nên nó sẽ đồng ứng với lại cánh tay. Vậy thì cái khớp phía trong này chính là khớp vai của chúng ta, khớp vai đó. Vì vậy khi mà quý vị bị đau ở vùng khớp vai thì quý vị hãy tác động vào những cái khớp ở phía trong này bằng cách là quý vị sẽ dùng hai cái ngón tay này của cái bàn tay phải chúng ta bóp vào cái khu vực ở cái phía trong này, cái khớp phía trong này chúng ta bóp và chúng ta di chuyển cái ngón tay, chúng ta xoay nó, xoay bóp xung quanh, chúng ta tìm thử là có cái điểm nào nó đau bất thường hay không. Nếu như mà có cái điểm đau bất thường thì trong diện chẩn gọi là cái điểm sinh huyệt, trong đông y ấy, gọi là điểm a thị huyệt,
nhưng mà chúng ta hiểu đơn giản đó chính là cái điểm báo bệnh. Thì cái điểm đó chính là cơ thể chúng ta báo cho chúng ta biết được rằng chúng ta đang bị cái bệnh đó đó, chúng ta hãy tác động vào đó đi, để mà khi mà cái điểm đau nó mất đi thì cái tình trạng cái khớp vai chúng ta, những cơn đau ở vùng khớp vai sẽ được cải thiện. Thì quý vị hãy cứ thử này, kể cả ngón tay cái cũng được, ngón tay cái chúng ta bóp vào, chúng ta xoay xem thử có cái điểm nào đau bất thường hay không. Nếu không có, chúng ta khám qua cái ngón tay trỏ, và chúng ta cứ lần lượt như vậy khám tất cả năm ngón tay, và kể cả quý vị đều có thể khám qua cái bàn tay phải nha. Quý vị đau cái vai trái chúng ta cũng có thể khám qua cái vai phải là điều bình thường, không sao cả. Tại vì theo cái lý thuyết nhất nguyên luận trong viện chẩn thì trái phải là như một, trên dưới là như một, trước sau như một. Thì quý vị đau bên trái chúng ta chữa bên phải là điều hoàn toàn bình thường, không sao cả. Thì quý vị cứ lần lượt tìm và khám xem thử có điểm nào đau bất thường hay không. Nếu có, chúng ta hãy bấm hoặc là dây ấn vào đó, hoặc là dùng ngải cứu để hơ nóng vào đó khoảng 7 lần. 7 lần. Và một ngày quý vị sẽ tác động vào cái khu vực đó khoảng là từ 2 đến 3 lần là được. Ví dụ như là chúng ta dây cái ngón tay trỏ, cái khớp phía trong này, và chúng ta cảm thấy có một cái điểm đau bất thường, thì chắc chắn rằng cái điểm này chính là cái điểm báo bệnh của cái khớp vai. Thì chúng ta hãy dây ấn vào cái khu vực này khoảng 7 lần thì cái tình trạng đau khớp vai sẽ được cải thiện. Nếu như mà đúng là điểm báo bệnh thì quý vị dây vào đó khoảng 7 lần là quý vị cảm thấy cái vai của mình nó nhẹ hẳn đi, nó nhẹ hẳn đi nha. Tức là giống như chúng ta gãi đúng cái chỗ ngứa vậy. Thì chúng ta hãy kiên trì và chúng ta hãy khám và hãy tìm cái điểm báo bệnh. Và nếu như mà quý vị không tìm thấy bên tay trái, như Khải nói, quý vị hãy tìm qua trên cái tay phải này. Và đó chính là cái cách chúng ta chữa trị bệnh theo cái phương pháp đồng ứng của viện chẩn. Và trong cơ thể chúng ta thì cũng không phải là chỉ có một cái khu vực này đồng ứng với lại khớp vai, cũng sẽ có những khu vực khác như là cái khu vực gần cái gót chân. Thì đối với cái khu vực đó, Khải sẽ chia sẻ với quý vị ở trong một cái video sau, thì chúng ta nói nó cụ thể hơn và đảm bảo cho cái thời lượng video nó không có dài quá. Thì Khải sẽ chia sẻ với quý vị là chữa trị khớp vai bằng cách là tác động vào những cái khớp của ngón tay này nha quý vị. Và khi mà chúng ta áp dụng nhuần nhuyễn á, thì chúng ta sẽ linh hoạt hơn. Thì ví dụ như là quý vị nếu mà đau khớp háng, chúng ta sẽ chữa trị vào cái khu vực này đó. Tại vì khi mà chúng ta giơ hai ngón tay như vậy này thì nó đồng ứng với lại hai cái chân của chúng ta, chân phải chân trái, thì cái khu vực này chính là khớp háng. Thì nếu như mà đau khớp háng, chúng ta hãy chữa trị vào khu vực này nha quý vị. Đó chính là cái cách mà chúng ta linh hoạt trong cái việc là áp dụng cái thuyết đồng ứng để mà chữa bệnh trong cơ thể. Thì như Khải nói ở phần đầu video, cái ngón tay, cái tình trạng đau nhức ngón tay này nó liên quan mật thiết với lại cái khớp vai là như vậy. Thì chúng ta hoàn toàn có thể chữa trị ngược lại nha quý vị. Tức là trong trường hợp mà quý vị bị cái tình trạng là đau nhức ngón tay, đau nhức khớp ngón tay, tê bì cái ngón tay, đặc biệt là phía trong này, và cũng có nhiều quý vị bị cái tình trạng là ngón tay cò súng, tức là cái ngón tay trỏ này nó co như vậy, nó không có nhả ra được và nó đau, co như vậy này và không có nhả ra được và nó đau. Thì quý vị khi mà quý vị bị đau cái ngón tay như vậy thì chúng ta hãy tìm cái điểm đau ở trên vùng khớp vai. Lúc nãy chúng ta đau khớp vai, chúng ta tìm điểm đau ở dưới này. Bây giờ chúng ta đau ở dưới này, chúng ta tìm cái điểm đau trên vùng khớp vai. Đó chính là hai cái khu vực này có mối liên hệ mật thiết với nhau, giống như là cái lưng và khớp gối của chúng ta vậy. Người ta thường nói là lưng đau, lưng còng thì gối mỏi, tức là lưng và gối có mối liên quan với nhau. Khi mà đau lưng thì chúng ta tìm điểm đau ở gối chúng ta chữa, và khi đau gối chúng ta tìm cái điểm đau ở lưng chúng ta chữa. Thì trong trường hợp này cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Vì khi mà đau vai chữa dưới này, và khi mà đau những khớp ngón tay dưới này thì chúng ta chữa trị ở trên vùng khớp vai này. Hãy ví dụ như là quý vị đau cái khớp của cái ngón tay tay trỏ, thì quý vị hãy khám xung quanh cái khớp vai của chúng ta, khám xung quanh cái khớp vai phải, tìm xem có điểm nào đau bất thường hay không. Tức là thông thường quý vị không không bóp, không bấm thì chúng ta sẽ không có cảm thấy cái điểm nào đau trên trên này cả. Nhưng mà chúng ta khám, tức là chúng ta ấn này, chúng ta ấn xung quanh này, chúng ta bóp, chúng ta sẽ thấy có một cái điểm nó đau bất thường.
thì trong viện chẩn gọi đó là điểm sinh huyệt hay là điểm báo bệnh, thì chúng ta hãy dây ấn vào đó, chúng ta ấn vào đó, chúng ta dây vào đó, hoặc là hơn ngày cứ vào đó khoảng 7 lần, thì dần dần cái tình trạng cái khớp ngón tay này nó sẽ tự động nó nhả ra và những cơn đau sẽ được cải thiện. Và tất nhiên quý vị cũng có thể là tìm và khám ở trên cái vai phải. Nói chung là chúng ta khám cả hai bên, khám cả hai bên. À, bị bên trái nhưng mà chúng ta cũng có thể khám bên phải, hoặc là bị cái tay phải chúng ta cũng có thể khám bên trái là điều bình thường. À, đó là tuân theo cái thuyết nhất nguyên luận trong viện chẩn. Và như vậy thì vừa qua Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị một cái thuyết trong viện chẩn để giúp quý vị có thể cải thiện được những cái cơn đau ở vùng khớp vai, rồi những cơn đau ở vùng ngón tay, tình trạng đau ngón tay cò súng bằng một cái phương pháp mà chúng ta không có dùng thuốc, hoàn toàn là lành tính. Quý vị có thể kiên trì siêng năng thực hiện cái bài tập này ở nhà để mà giúp cho cái tình trạng sức khỏe chúng ta nó được tốt hơn. Khải hy vọng rằng với những thông tin mà Khải vừa chia sẻ thì sẽ là một cái nguồn thông tin thật sự là hữu ích đối với quý vị. Nếu như mà quý vị xem thứ hai thì hãy nhấn like và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem nha. Và có những nhu cầu mua dụng cụ chính hãng của viện chẩn như là những dụng cụ này, đây, giò cầu này, bàn chải tiên này, cái lăn đôi, hoặc là ngải cứu, hoặc là cái ống hơi ngải cứu này, cái dụng cụ mà để hơi ngải cứu nó tránh bỏng da đó, đây, thì quý vị hãy liên hệ với Khải thông qua cái số điện thoại Khải để dưới màn hình. Khải sẽ cung cấp cho quý vị và đảm bảo đây là hàng chính hãng viện chẩn và sẽ bảo hành lâu dài với quý vị. À, bây giờ Khải xin tạm dừng video tại đây. À, quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký nha, cũng như là bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh để Khải ra video thì nó sẽ thông báo đến quý vị ngay và hoàn toàn miễn phí. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.